Sibit và dàn mỹ nhân chỉ giỏi đi sâu giờ đến diễn xuất là hiện nguyên hình. Địch Lệ Nhiệt Ba gác lại nỗi lo đỉnh lưu không tác phẩm bạo. Quệ đục nước sâu giải trí với loạt tạo hình xuất thần. I'm the bad guy. Duh. Dương Mịch cứ đi sâu là được khen nhan sắc lẫn EQ cao. Nhưng vừa comeback màn ảnh liền nhận rổ vật liệu xây dựng. Angela Baby diễn xuất dở dần đều nhưng cực mạnh khi tham gia sâu giải trí. Chỉ tiếc giờ rất mất danh tiếng, phải nhường vị trí át chủ bài tại Keep Branding cho Bạch Lộc. Làm diễn viên nhưng không giỏi diễn xuất, dàn mỹ nhân như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Angela Baby lại hút khán giả nhờ đi sâu dự thảm đỏ. Cả ba đều có được nhan sắc xinh đẹp, EQ cao và cực nhạy bén, phù hợp với việc tham gia sâu giải trí. Chỉ tiếc mỗi khi đóng phim là họ lòi ngay cái đuôi bất tài trong diễn xuất, vốn là công việc chính của họ. Được khen ngợi nhiều trong thời gian gần đây là Địch Lệ Nhiệt Ba, tham gia sâu giải trí mới với dàn trai đẹp như Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Châu Khả Vũ. Địch Lệ Nhiệt Ba chính xác là nàng công chúa với nhan sắc nổi bần bật không ai có thể bì được. Ngay từ buổi họp báo công bố chương trình, nàng mỹ nữ Tân Cương đã làm dân tình đứng ngồi không yên khi khoe sắc trong tạo hình học tỷ. Chỉ một video vỏn vẹn 14 giây diện đồ nữ sinh, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng thêm 600.000 fan, lượt coi video đạt hơn 7 triệu. Trong những tập sau đó của show bắt đầu suy luận nào, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp gây bão mạng xã hội với tạo hình diện sườn xám, hóa thân thành mỹ nữ dân quốc hay cực chói với mái tóc màu xanh nổi bần bật. Không chỉ show này mà trước đó, tại Hoa Tỷ Đệ, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng liên tiếp có tạo hình gây ấn tượng. Với nhan sắc và vóc dáng của cô nàng, thì đồ khó mặc cỡ nào cũng thành đẹp. Trên show tỏa sáng rực rỡ là thế, nhưng hễ đóng phim là Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng. Liên tiếp những ăn lạc chuyện, công tố đều lần lượt flop. Nàng mỹ nữ Tân Cương thậm chí còn bị mỉa mai là đỉnh lưu không tác phẩm bạo, bởi bao năm làm diễn viên rồi, cô vẫn chưa có nổi một bộ phim hot sát lưng. Không giống Nhiệt Ba, Dương Mịch trước đây là mỹ nhân có diễn xuất. Những Vương Chiêu Quân, Đường Tuyết Kiến hay thậm chí Lạc Tình Xuyên đều cho thấy Dương Mịch có biểu cảm khá tốt trên màn ảnh. Song càng về sau này, diễn xuất của cô ngày càng xuống dốc, đến giờ là không thể chấp nhận nổi. Hai bộ phim gần nhất là Cáp Nhĩ Tân 1944 và Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được đã cho thấy khả năng diễn xuất của Dương Mịch đáng chê cỡ nào. Diễn xuất không tốt còn chấp niệm với những vai diễn cưa sừng làm ngé, nàng tiểu hoa 85 càng làm khán giả chán ghét hơn. Trên phim thì thế chứ khi đi sâu thì Dương Mịch lại mang tới một năng lượng khác hẳn. Cô năng nổ, hoạt bát, thông minh và có EQ cực cao mỗi khi đi sâu. Bên cạnh đó, tạo hình của Dương Mịch trên sâu cũng rất đáng khen, bởi cô diện bộ nào là hot bộ đó. Ngoài ra khi dự thảm đỏ, nữ diễn viên cũng thường xuyên có những tạo hình xinh đẹp, gây chú ý. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba còn có vai phụ Phượng Cửu là xem được, hay Dương Mịch cũng từng diễn tốt, thì Angela Baby qua bao năm vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Diễn xuất của cô chia làm hai ngả, một bên dở, một bên vừa dở vừa đáng sợ. Thực sự không biết vì sao Angela Baby có thể làm diễn viên và được đạo diễn giao cho vai chính được. Khả năng lớn là nhờ cô đẹp và có danh tiếng. Nhưng đó là khi xưa, còn bây giờ đã khác. Sau ồn ào tới câu lạc bộ bên Pháp ủng hộ Lisa, Angela Baby giờ đã không được ưu ái như trước. Nếu khi xưa, Angela Baby còn ghi điểm ở sâu giải trí để bù qua diễn xuất, thì giờ hơi khó. Nữ diễn viên đã tuột mất vị trí át chủ bài tại Keep Running vào tay Bạch Lộc. Và hiện tại, có rất ít sâu mời nữ diễn viên.